Cây xanh xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay tôi có cái bình phú quý này rất là đẹp. Điều này giới thiệu luôn với các bác ở đây. Ở đây tôi có bình phú quý này, tôi sẽ quay cho các bác. Được phần này chun chớp đẹp lắm. Đây chớp luôn các bạn này, chớp chạy vòng từ dưới lên trên. Không có một tí vết gì luôn. Đây, quay này cho các bác dễ thấy. Chớp chạy cả xuống bên dưới này luôn. Ok. Ok. Ngoài đường kính nó khoảng độ tầm khoảng độ 18 cm các bạn. 18 19 phân. Cao nó. Nói chung nó cao này nó khoảng độ 10 cm. Nhìn trong video thì nó hơi khó tí. Đấy, thì cơ bản thì tôi có quả nó như này thôi. Quả này thì quá đẹp rồi nên ra giới thiệu sơ sơ quả các bác nhìn cho nó dễ thôi. Đây tôi có quả cầu, bác nào lấy riêng quả này cũng được. Và bác lấy quả cầu thêm cũng được. Đấy, quả cầu sẽ bộ như này. Quả cầu đường kính là 11 cm. Và sau đây tôi xin báo giá cái bộ này. Nếu như mà các bác lấy chỉ quả này không ấy thì giá 1.050.000 tôi bao ship. Còn nếu bác lấy cả quả cầu nữa là bộ như này là 1.250.000 tôi bao ship luôn. Đây quả cầu xoay các bác xem nhé, có tí chun chớp đấy. Ok. Cảm ơn các bác xem video. Và các bác nào cần nhu cầu về hàng này thì liên hệ tôi qua số điện thoại trên màn hình ạ. Cảm ơn các bác.